Địa ngục thật ra không có gì cả, bởi vì tất cả lũ quỷ đang ở trên này với chúng ta. Câu nói này của William Shakespeare trong vở kịch The Tempest là thứ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi trong quá trình tìm hiểu về vụ án đầy xấu xa, vô nhân tính và thiếu công bằng này. Xin chào, lại là tôi đây. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về vụ án Hello Kitty nổi tiếng xảy ra vào năm 1999 tại Hồng Kông. Vụ án mà đã khiến toàn bộ đất nước này rúng động khi họ không thể tin được có những tội ác dã man đã được thực hiện trên chính mảnh đất mà họ tưởng rằng là an toàn. Nỗi ám ảnh khi kết hợp sự xấu xa của những con quỷ với một nhân vật đáng yêu được tạo ra để làm hình mẫu cho những bé gái nhỏ tuổi, Hello Kitty. Câu chuyện xảy ra ở Hồng Kông vào mùa xuân năm 1999, khi một nữ nhân viên trong một câu lạc bộ đêm bị bắt cóc để tra tấn và cưỡng hiếp tại một căn hộ ở Tiêm Sa Chủy. Sau khi ăn cắp tiền trong ví của một vị khách quen, Phan Mẫn Nghi đã bị giam giữ bởi ba người đàn ông và một cô gái trước khi qua đời vào khoảng ngày 14 đến ngày 15 tháng 4 năm 1999. Cơ thể của cô bị chặt lìa đầu, chiếc đầu sau đó đã bị nhồi vào một con gấu bông tiên cá Hello Kitty, mang đến cái tên rất ám ảnh cho vụ án này. Sinh năm 1976 ở thành phố Thâm Quyến, Phan Mẫn Nghi đã bị bỏ rơi bởi gia đình của mình từ khi còn bé. Cô lớn lên trong một trại trẻ mồ côi nữ ở tỉnh Cửu Long. Khi tròn 15 tuổi, cô đã phải rời khỏi trại trẻ vì đó là độ tuổi giới hạn cho những đứa trẻ được ở lại. Trở thành một người vô gia cư nghiện ngập, Phan Mẫn Nghi buộc phải làm một cô gái bán hoa đứng đường cho đến năm 21 tuổi, khi cô bắt đầu làm việc tại một nhà thổ tên Romance Villa ở Thâm Thủy Bộ. Cô gặp được một vị khách ở đó và sau này cưới anh ta vào năm 1996. Họ đã có với nhau một đứa con trai, ba người lúc đó đang sống với nhau ở Vượng Giác. Chồng của Mẫn Nghi được miêu tả là một người bạo lực khi những người hàng xóm rất hay bị thức dậy vào giữa đêm bởi tiếng cãi nhau của cặp đôi và tiếng khóc của đứa trẻ vang lên từ căn hộ của họ. Sau khi trải qua kỳ sinh đẻ và cho ra đời một đứa con trai, Phan Mẫn Nghi quyết định sẽ thay đổi cuộc đời mình để có thể cho con một cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn. Cô đã cai nghiện và bỏ nghề mại dâm, có một công việc mới tại một câu lạc bộ đêm tên Empress Karaoke. Cùng lúc đó, ly hôn người chồng bạo lực của mình. Nhưng cũng chính vì những sự thay đổi đó mà nguồn thu nhập của Mẫn Nghi cũng thấp hơn trước rất nhiều và cuộc sống của hai mẹ con thực sự đã rất vất vả. Mẫn Nghi gặp Trần Văn Nhạc, 34 tuổi, vào năm 1997 tại một trong các nhà thổ mà cô đang làm việc. Hắn là một thành viên của Hội Tam Hoàng, một tổ chức tội phạm rất lớn tại Trung Quốc. Văn Nhạc là khách quen của cô và thường có khuynh hướng bạo lực khi hắn sử dụng ma túy đá. Vì từng bị đánh đập khi Nhạc đang phê thuốc, Mẫn Nghi không hề muốn gặp lại hắn. Tuy nhiên, cô đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng là trộm ví tiền chứa khoảng 4.000 đô Hồng Kông của hắn. Sau khi bị phát hiện thì Mẫn Nghi đã ngay lập tức trả lại số tiền đó, nhưng Nhạc vẫn muốn hơn thế nữa và yêu cầu Mẫn Nghi phải trả thêm 10.000 đô tiền lãi. Và kể cả sau khi đã trả hết số tiền đó rồi thì Nhạc lại tiếp tục nâng số tiền lãi lên và yêu cầu Mẫn Nghi trả thêm. Khi không thể đưa thêm 16.000 đô mà Nhạc yêu cầu, ngày 17 tháng 3 năm 1999, hắn ta cùng hai đồng lõa là Lương Thắng Tổ và Lương Vĩ Luân đã lên kế hoạch bắt cóc Mẫn Nghi. Ba tên tội phạm đưa cô đến căn hộ số 31 đường Grandville, khu Tiêm Sa Chủy, Hồng Kông. Căn hộ đó được trang trí tất cả theo chủ đề Hello Kitty, từ ga trải giường và rèm cửa cho đến khăn tắm và đồ gia dụng. Đây là nơi cô bị giam cầm trong một tháng. Lúc đầu, Văn Nhạc dự định sẽ bắt cô làm gái để kiếm tiền, trả nợ cho mình. Cứ như vậy, cho tới khi khoản nợ được trả hết. Tuy nhiên sau đó, hắn đã thay đổi quyết định và bắt cô đem ra làm trò tiêu khiển, tra tấn. Một tháng ác mộng của cô gái trẻ bắt đầu từ đó. Trong thời gian bị giam giữ, cô đã bị tra tấn và cưỡng hiếp. Cô đã bị đánh đập vào những thanh sắt, bị treo lên để sử dụng như một bao cát, từng bị đá vào đầu khoảng 50 lần liên tiếp. Chúng đã dùng gia vị để chà vào vết thương của Mẫn Nghi. Chân của cô thì bị tàn phá bởi sáp nến và nhựa nóng chảy đến nỗi không thể đi lại bình thường được nữa, bị bắt ép phải ăn phân người. Thậm chí, trong khi bị tra tấn và ép phải làm tất cả những hành động kinh khủng kể trên, cô vẫn phải cười và nói rằng cô thích bị đánh đập. Nếu không làm theo thì chúng sẽ càng tra tấn cô dã man hơn nữa. Cuối cùng thì vào khoảng ngày 14 đến 15 tháng 4 năm 1999, trong khi những tên ác nhân đang không có tại căn hộ, với những chấn thương quá nặng,
thì Phán Mẫn Nghi đã qua đời. Sau khi phát hiện ra thi thể của Mẫn Nghi và chưa biết phải làm gì, chúng đã vừa ngồi chơi game, vừa suy nghĩ. Sau đó, ba tên đã quyết định sẽ chia cơ thể của cô ra làm nhiều phần và đem đi hầm ở trong một chiếc nồi to. Trong quá trình làm tất cả những điều này thì chúng đã cảm thấy đói nên đã quyết định đi nấu đồ ăn. Chúng bắc lên một chiếc nồi khác ở ngay bên cạnh chiếc nồi đang chứa đầu của Mẫn Nghi để nấu ăn và thậm chí còn dùng chung chiếc đũa cho cả hai nồi. Đầu của Phạm Mẫn Nghi đã được nhét vào trong một con gấu bông Hello Kitty, trong khi phần còn lại của cơ thể bị tiêu hủy, chỉ có hộp sọ, một chiếc răng và một số những nội tạng khác của cô được tìm thấy trong một túi ni lông. Những phần thi thể khác thì được tìm thấy tại những nơi khác nhau trong thành phố. Trước khi bị bắt giữ thì Trần Văn Nhạc đang sống với vợ mình tên Tạ Bồi Linh và đứa con mới sinh của họ. Căn hộ của họ đã bị tấn công bởi đội đặc nhiệm SWAT vào sáng sớm ngày 28 tháng 5. Tạ Bồi Linh mới đầu bị nghi là có liên quan đến vụ án mạng nhưng nhanh chóng được thả đi sau khi có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm. Sau khi phát hiện ra vụ giết người bị bại lộ và xuất hiện trên các bản tin thì Lương Vĩ Luân đã nhanh chóng tẩu thoát tới Quảng Tây, Trung Quốc, bị truy nã bởi Interpol và nằm trong danh sách ưu tiên trước khi bị bắt vào 14 tháng 2 năm 2000 sau khi có những bất thường được phát hiện ra trong hộ chiếu của hắn. Ngày 7 tháng 12 năm 2000, ba kẻ ác nhân đã bị kết tội giết người. Dù bồi thẩm đoàn không thể xác định được rằng ba tên này có chủ ý giết người hay không, thì họ cũng đã kết luận rằng Phán Mẫn Nghi đã qua đời do những chấn thương mà chúng gây ra. Trong phiên tòa, Trần Văn Nhạc và Lương Thắng Tổ đã không nhận tội giết Mẫn Nghi, nhưng chúng đã không phản bác về việc chia cắt cơ thể cô ấy. Vợ của Văn Nhạc, chồng cũ và dì của Mẫn Nghi cũng đã có mặt tại tòa để làm chứng. Hẳn các bạn đang nghĩ là làm thế nào mà tội ác này bị bại lộ khi ba tên sát nhân đã có một kế hoạch thủ tiêu khá gọn gàng. Khi phải đến một tháng sau thì cảnh sát mới có thể chứng nhận được rằng hộp sọ nằm trong con gấu của Hello Kitty là của Phán Mẫn Nghi. Đó là bởi vì không chỉ có Trần Văn Nhạc, Lương Thắng Tổ và Lương Vĩ Luân là những tên sát nhân máu lạnh đã có mặt ở đó. Một cô gái 14 tuổi tên A Phương được nhiều nguồn tin báo cáo là một người bạn gái của Trần Văn Nhạc cũng đã có mặt ở đó lúc Phán Mẫn Nghi bị tra tấn. Vào tháng 5 năm 1999, A Phương đã đến đồn cảnh sát Hồng Kông để trình báo về một sự việc kỳ lạ liên quan đến tâm linh. Cô bé nói với cảnh sát rằng cô đã liên tục bị hồn ma của một người phụ nữ ám ảnh trong vài tuần qua. Cô kể rằng cô đã nhìn thấy những cảnh tượng kinh hoàng liên quan đến tra tấn bằng dây điện và tất nhiên là cảnh sát đã không hề tin một lời nào từ một cô bé 14 tuổi không có bằng chứng rồi. Cho đến khi cô bé nói rằng hồn ma này trong những cơn ác mộng của cô có liên quan đến một vụ án mạng, khiến cảnh sát bắt đầu phải chú tâm vào câu chuyện. Họ đã theo chân cô bé đến căn hộ Hello Kitty đó và phát hiện ra những gì cô nói là thật. Và lý do toàn bộ những diễn biến kể trên đều rất chi tiết và chân thật là bởi vì A Phương đã có mặt ở đó. Tệ hơn nữa, cô chính là người thứ tư tham gia vào cuộc tra tấn của Phán Mẫn Nghi. Mặc dù đã bị thao túng nặng nề bởi Trần Văn Nhạc, nhưng A Phương là một cô bé cực kỳ vô cảm. Khi đó, cô vẫn còn nhỏ, nhưng là đủ lớn để có thể biết được đúng sai rồi. Cô ta đã giúp đỡ những tên còn lại tra tấn Mẫn Nghi, thậm chí cười phá lên và cảm thấy thỏa mãn khi làm những việc đó. Có những trò tra tấn là tự chính A Phương đã nghĩ ra và trực tiếp thực hiện. Khi được cảnh sát hỏi tại sao cô ta lại làm những chuyện xấu như vậy, cô ta chỉ trả lời rằng bởi vì tôi nghĩ nó rất vui. Dù là một trong những người trực tiếp phạm tội thì để đổ lại các thông tin quan trọng về vụ án, cảnh sát đã chấp nhận xóa tội và bảo vệ danh tính cho A Phương. Một phần là vì lúc đó cô mới chỉ có 14 tuổi mà thôi. Và tại tòa án, A Phương cũng đã đứng ra để làm chứng chống lại ba tên kia, đổi lại là sự tự do của mình. Mặc dù đúng là nhờ cô ta mà tội ác này mới được đưa ra ánh sáng, nhưng tôi vẫn cảm thấy cực kỳ không công bằng và phẫn nộ khi A Phương vẫn đang hoàn toàn tự do và làm những gì mình muốn khi đã góp phần không nhỏ cho cái chết của Phán Mẫn Nghi. Thẩm phán Peter Nguyễn là người đã tuyên án tù chung thân không khoan hồng cho ba kẻ sát nhân. Ông đã nói đây là vụ án dã man, độc ác, đồi trụy, nhẫn tâm nhất mà quan tòa này từng được chứng kiến tại Hồng Kông. Theo những báo cáo về phân tích tâm lý của ba kẻ sát nhân đã cho thấy rằng chúng không hề tỏ ra tiếc thương và hối hận với những gì mình đã làm. Trần Văn Nhạc và Lương Vĩ Luân hiện vẫn đang phải chịu án tù chung thân của chúng tại nhà tù Stanley, một trong 6 nhà tù bảo mật nhất tại Hồng Kông.
Trong khi Lương Thắng Tổ đã thành công trong việc giảm án của mình từ chung thân xuống còn 18 năm, vào tháng 3 năm 2004, hắn đã được thả ra vào tháng 4 năm 2014. Nhưng 8 năm sau, vào tháng 8 năm 2022, Thắng Tổ lại bị bắt vào tù một lần nữa sau khi xâm hại một cô bé 10 tuổi. Tòa nhà chung cư nơi xảy ra vụ án đã bị phá bỏ vào tháng 9 năm 2012, được xây dựng lại thành một khách sạn mang tên Soravit vào năm 2016. Ba chiếc chân dung Phật đã được đặt trong khách sạn như một đài tưởng niệm về vụ án này. Chiếc vòng cổ của Phan Mẫn Nghi đã được giao cho người con trai sau khi được phát hiện trong tủ lạnh trong quá trình điều tra. Có tin đồn rằng con trai và chồng cũ của Mẫn Nghi hiện đang cư trú tại Singapore. Sự công khai xung quanh vụ án đã dẫn đến việc sản xuất và phát hành các bộ phim. Cả hai bộ phim Human Pork Chop và There is a Secret in My Soup đều được phát hành vào năm 2001 tại Trung Quốc dựa trên vụ án Hello Kitty. Cuộc đời của Phan Mẫn Nghi là một câu chuyện buồn khi ngay từ lúc được đẻ ra, cô đã bị bỏ rơi bởi bố mẹ ruột của mình. Và khi đến năm 15 tuổi thì sự việc đó lại tái hiện khi cô không thể tiếp tục sống tại trại trẻ mồ côi mà cô được gửi đến từ bé nữa. Bị đẩy vào một xã hội đầy phức tạp và nguy hiểm với không một kỹ năng nào để sống sót cả, Phan Mẫn Nghi đã làm mọi thứ mà cô hay biết để tồn tại. Cuộc đời cô như đã được định sẵn sẽ trở thành một thảm kịch vậy, một chuỗi bi kịch không hồi kết. Tôi nghĩ rằng khoảng thời gian duy nhất mà Mẫn Nghi thực sự cảm thấy một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi là khi cô mang thai và cho ra đời con trai của mình. Cậu bé như một tia sáng của đời cô, soi sáng những mảng tối cuộc đời Phan Mẫn Nghi, giúp cô quyết định thay đổi cuộc đời mình, bỏ nghề đứng đường và cai nghiện. Mặc dù tôi biết rằng cái kết cho sự cố gắng của cô là cực kỳ thảm thương, thì tôi hy vọng rằng người con trai của cô ấy có thể vượt qua được chuyện này và sống một cuộc sống ấm no, hạnh phúc như những gì mà cô ấy mong ước trong những ngày tháng cuối đời của mình. Video đến đây là hết rồi. Nếu thích nó thì đừng quên bấm vào nút chuông đăng ký cũng như để lại một like nhé. Cảm ơn các bạn vì đã đón xem. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.